Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin chi tiết. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các phòng tập thể dục thể thao đều đóng cửa phòng chống dịch. Nhiều người dân ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu lựa chọn tập tại nhà nhằm không gián đoạn quá trình tập luyện, đồng thời rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, hưởng ứng khuyến cáo của Bộ Y tế về việc tập thể dục tại nhà, nhiều thanh niên trong xã mua sắm máy chạy và dụng cụ thể thao đa năng để duy trì tập gym. Những phụ nữ trung niên phát động phong trào tập yoga, thể dục dưỡng sinh tại gia đình mình, vừa thuận tiện, đơn giản, không phải tiếp xúc với nhiều người. Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên đã tranh thủ khoảng thời gian này để xây dựng sân cỏ nhân tạo, phục vụ tốt hơn cho việc rèn luyện thể thao và giáo dục thể chất cho các em học sinh. Sân cỏ nhân tạo được hoàn thiện trong tháng 7 với kích thước tiêu chuẩn của sân bóng 7 người. Cùng với đó là các hạng mục phụ trợ như lưới bao quanh, đèn điện chiếu sáng. Việc xây dựng sân cỏ nhân tạo sẽ giúp các em học sinh nhà trường học một số môn giáo dục thể chất trong điều kiện tốt hơn như bóng đá, võ thuật và giáo dục quốc phòng. Khi học sinh đi học trở lại, các em sẽ có sân chơi bóng đá an toàn và không mất kinh phí sau mỗi buổi học. Trong khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh và có diễn biến rất phức tạp, tỉnh ta đang cùng cả nước thực hiện giãn cách để phòng dịch, thì ngay tại thành phố Hưng Yên, nhiều các sân bóng nhân tạo vẫn ngang nhiên mở cửa hoạt động, thu hút nhiều người tham gia tập thể thao, bất chấp chỉ thị giãn cách của tỉnh. Qua quan sát của phóng viên thì vẫn có nhiều sân mở cửa hoạt động như sân bóng đá Phú Hiến, sân Hà Phát, sân Hiến Nam. Tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện và nâng cao sức khỏe là rất tốt. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì người dân cần có ý thức hơn trong việc chấp hành các biện pháp phòng dịch, tuân thủ theo chỉ thị của tỉnh để góp phần phòng và đẩy lùi dịch bệnh. Thời gian gần đây, vào mỗi buổi chiều tại một số điểm công cộng ở thành phố Hưng Yên xuất hiện tình trạng người dân tụ tập chơi một số môn thể thao đông người như bóng đá, bóng chuyền. Không chỉ tụ tập đông người, những người tham gia tập luyện còn không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Đây là hành vi không đảm bảo an toàn cho chính bản thân mỗi người tham gia tập luyện và cả xã hội trong giai đoạn dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Khi dịch bệnh còn chưa được ngăn chặn, mỗi người dân chỉ nên tập luyện những môn thể thao cá nhân tại nhà hoặc tại những nơi có đảm bảo an toàn về khoảng cách, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đam mê, nhiệt huyết, tận tâm là những gì huấn luyện viên Đoàn Việt Hưng đã dành cho đội tuyển bóng đá nhi đồng tỉnh Hưng Yên. Với vai trò là huấn luyện viên trưởng, anh đã cùng các đồng nghiệp đưa đội tuyển bóng đá nhi đồng tỉnh ta từng bước phát triển. Đội bóng đá nhi đồng Hưng Yên được thành lập từ năm 2013. Người đã gắn bó và dẫn dắt đội tuyển từ khi thành lập đến nay chính là huấn luyện viên Đoàn Việt Hưng. Ngoài những kiến thức chuyên môn của mình, anh không ngừng học hỏi, đúc rút những kinh nghiệm và dùng những kiến thức đó truyền đạt lại cho các học trò. Với các em nhỏ của đội tuyển bóng đá nhi đồng tỉnh, huấn luyện viên Đoàn Việt Hưng không chỉ là một người thầy trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, mà còn là người thân, người luôn quan tâm, chăm sóc và động viên các em, giúp các em phát huy hết khả năng của mình. Trong tập luyện hàng ngày, thầy rất là nghiêm túc, thầy hướng dẫn rất nhiều về chuyên môn bóng đá. Trong cuộc sống hàng ngày, thầy là người rất tâm lý và vui tính. Thầy luôn động viên chúng em sinh hoạt, tập luyện cho tốt, ăn uống đúng giờ. Dưới sự dẫn dắt tận tâm của huấn luyện viên trưởng Đoàn Việt Hưng cùng sự cố gắng của toàn đội, đội bóng đá nhi đồng tỉnh ta luôn luôn đứng trong top các đội mạnh của toàn quốc và đã gặt hái được nhiều thành tích cao. Năm 2018, đội bóng đá nhi đồng tỉnh ta đã giành huy chương bạc giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel. Năm 2019, đội bóng lại vinh dự được mời sang Nhật Bản tham dự Đại hội bóng đá tỉnh Akita, Nhật Bản mở rộng năm 2019 và đã giành huy chương bạc U10, huy chương đồng U11. Năm 2020, đội cũng đã giành được huy chương đồng giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Cun siêu phàm. Trong năm gần đây, bóng đá cũng đạt những thành tích nhất định, cũng công đóng góp lớn của đồng chí Hưng là huấn luyện viên Trường Khiêm, trưởng bộ môn của môn bóng đá. Đồng chí là một người rất là gương mẫu trong mọi công tác, công việc chuyên môn, luôn luôn học hỏi, lắng nghe, học những người đi trước và sống hòa đồng cùng mọi người. Trong thời gian tới, sau khi kết thúc dịch Covid-19 thì được tập trung trở lại, thì thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt. Trước tiên là để giữ vững cái kết quả đã đạt được, sau đó sẽ phát huy để đạt được những kết quả tốt hơn trong những mùa giải sắp tới. Mặt khác thì trong thời gian tới thì tôi cùng các cộng sự trong ban huấn luyện cũng sẽ cố gắng phát hiện, tuyển chọn và đào tạo nhiều vận động viên bóng đá cho tỉnh, với hy vọng trong một tương lai không xa sẽ có những vận động viên trưởng thành từ đội tuyển bóng đá nhi đồng U11 tỉnh Hưng Yên
được khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với những đóng góp của mình trong những năm qua để phát triển bộ môn bóng đá nhi đồng cùng những thành tích đạt được năm 2018 và 2020, huấn luyện viên Đoàn Việt Hưng vinh dự nhận được bằng khen của Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.